nó thu không tốt. Chào anh em ạ, hôm nay mình lại làm một cái video nhé, một số dây đã về cửa hàng mình nha anh em. Mình ở đây mình bán dây chính hãng không à, thì hồi mình sẽ giới thiệu cho anh em từng cần sợi một. Thì dây băng tải B54 nha anh em, mình bán dây quấy mưa không à, dây quạt gió, thì dây gần SB104, dây dây chạy SC58, SC59, dây rồi SC52 dùng có nói rồi gọi đó anh em, SC96 nha anh em. Thì mình sẽ đi vô từng phần cho anh em xem luôn. Đầu tiên thông dụng là dây SD54 nha anh em. Đây mình quay cho anh em xem, nó hơi khó xem nha anh em. Thì mình bán ở đây là dây SB54 của hãng băng đô nha anh em. Chính hãng là dây băng đô này nè, VK800. Trên cái bao bì nó có tem Kuta và tem nhập khẩu của công ty Bình Dương anh em. Rồi tới dây quạt gió. Dây quạt gió này là loại của Việt Nam nha anh em, còn loại Thái nó khác nữa, mình cũng có bán loại Thái luôn. Đây là tem Kuta của nó. Rồi đây là tem của công ty nhập khẩu, công ty Bình Dương anh em. Thì nó là dây băng đô bắn xanh nha anh em. Tiêu rồi. Cái này chói nắng nó hơi khó thấy nha anh em. Đó, băng đô. Dây này là dây 40 nha anh em. Tới dây 104 nè. Cái dây này thường thường ngạn phan là hay hư lắm nè anh em. Đây, dây băng đô từ kẹp 800. SB104 nha anh em. Đây. Thì kẹp 800X. B104. Thì anh em nào có mua thì liên hệ cái số điện thoại mình để Zalo dưới anh em. Rồi dây này băng đô SC52 nè anh em. Dây này mình bán nhiều lắm luôn. Sử dụng cho dây thùng nha anh em, dây thùng 70. Băng đô VK800 luôn nha anh em. Đây nó hơi mờ khó thấy quá. Dây chính hãng này xài được nha anh em, dây trơn mà có chính hãng xài được. Còn dây này dây SC96 đây. Đây, băng đô VK800, nói chung mình bán dây chính hãng là băng đô VK800 không. SC96. Đây nè. Dây thùng găng á, thì nó giống nhau hết nghe nè. Thì mình chỉ lấy một sợ mình quay cho anh em xem thôi. Đây là SC58 này nè. Đó. Là cái bản băng đô đỏ nghe nè. Để mình kéo cận cho anh em xem. Thấy không trời. Khó thấy quá. Ngay điểm tối. Mình đổi chuyển cảnh này. Đây, qua đây dễ thấy hơn nè anh em. Đây, băng đô red là đỏ anh em. SC58, SC59, SC52 là nó giống hệt với nhau nha anh em. Đây là dây SC96 nè. Anh em nhớ là mình bán là dây VK800 không nghe nè, băng đô VK800 không. Mấy dây chân là băng đô VK800 không à. Còn dây này á, thì băng đỏ. Dây có găng á, thì băng đỏ. Đây. Băng đô băng đỏ. Cái này là SC58 nghe nè. Dành cho tăng tốc á, mà bây giờ ta xài 58 mà ít ai xài 59 lắm.
59 bully nguyên zin nó cũng xài 58 nữa. Rồi, thôi cái video này mình tạm dừng tại đây anh em. Ai mua thì cứ liên hệ qua Zalo cái số điện thoại mình dưới á. Rồi chào anh em ạ. À.